Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Có thể đó là vấn đề liên quan tới thời sự, có thể đó là vấn đề liên quan tới những gì mà xảy ra trên mạng xã hội, cũng có thể đó là những vấn đề liên quan tới quá khứ lịch sử. Đó là chủ đích của chương trình đặc biệt mỗi cuối tuần của chúng ta. Và quý vị, trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay, hai bản tin tôi đưa ra cho thấy là cuộc bầu cử năm 2024 đã trở thành tâm điểm của những kẻ thù Hoa Kỳ, đặc biệt là những kẻ không muốn ông Trump thắng cử, từ bên ngoài lẫn bên trong có sự cấu kết và dường như đã có sự suy yếu ở trong cái gọi là cái việc chống lại tình trạng xen vào kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Quý vị, đầu tiên hết là chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump cho biết là đã bị hack và quy trách nhiệm cho Iran. Trong đó thì chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump trong ngày thứ bảy cho biết là cái hệ thống liên lạc nội bộ của họ đã bị xâm nhập và quy trách nhiệm cho chính quyền Iran, và trong đó chỉ ra là có thái độ thù địch. Và chiến dịch tranh cử đã đưa ra bản statement ngay sau khi mà một trang website và bộ tập Politico cho biết là đã nhận được email từ hồi tháng 7 từ một cái nguồn tin gọi là giấu tên, trong đó gần như có những tập tài liệu xâm nhập vào cái khu vực được xem là dễ bị tổn thương của ứng cử viên phó tổng thống JD Vance. Và những tập liệu này được thấy là bất hợp pháp từ nguồn ở ngoại quốc, nhắm vào ở những quốc gia thù địch, nhắm vào Hoa Kỳ và tìm cách xen vào cuộc bầu cử năm 2024, tạo ra sự hỗn loạn trong cái tiến trình dân chủ của chúng ta. Chiến dịch tranh cử phát ngôn viên của ông Trump là Stephen Chung đã cho biết trong bản statement. Và hiện nay thì tờ Politico báo cáo trong ngày thứ bảy là nhận được một cái email từ một người sử dụng cái email của AOL và xác nhận có cái tên là Robert. Trong vòng vài tuần lễ qua, người này đã gửi ra rất nhiều những cái email từ trong cái chiến dịch tranh cử của ông Trump, và trong 271 trang gần như là xâm nhập vào cái trang của ông Van đề ngày 23 tây tháng 2. Và ít nhất là hai nguồn tin nói rằng tập tài liệu này cho phép những người gọi là ẩn danh này có thể thảo luận về tất cả những cái liên lạc nội bộ, và trong đó gần như là đã bị xâm nhập. Đó là cái bản tin mà chúng ta có được ngày hôm nay. Và bên cạnh đó thì quý vị, hacker của Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động bất kể lời cảnh báo của Tòa Bạch Ốc và kể cả cái nỗ lực của cơ quan chính quyền liên bang. Quý vị, hacker của Trung Quốc vẫn tiếp tục hoạt động bất kể có lời cảnh báo của Tòa Bạch Ốc và các cái nỗ lực của chính quyền liên bang. Nỗ lực từ các cơ quan chính quyền liên bang và cảnh báo từ chính quyền của Joe Biden là đã làm rất ít để ngăn chặn tất cả hacker Trung Quốc trong chiến dịch nhắm vào cái hệ thống computer của Hoa Kỳ, theo tường trình của một chuyên gia về an ninh không gian mạng. Tòa Bạch Ốc đã có bản đồng thuận vào năm ngoái là Trung Quốc, sau khi có một cái nhóm hacker có liên hệ tới chính quyền Trung Quốc có tên gọi là Von Typhoon đã được phát hiện là xâm nhập vào hệ thống của Hoa Kỳ, trong đó gần như là các cơ quan của Hoa Kỳ và các công ty hạ tầng cơ sở để mà đánh cắp những cái thông tin tài liệu. Và Microsoft, giám đốc điều hành đã lên tiếng và đã nhắc lại cái lời đe dọa từ cái chiến lược tình báo là Seroz Dipribo đã phát biểu là cái nhóm mới gọi là Black Hat đã bắt đầu xâm nhập vào một cái hội nghị ở Las Vegas vào tuần trước, và gần như là cái nỗ lực này không thành công. Von Typhoon đang hoạt động ngày hôm nay, The Crippo đã nói với tập Politico, và chính quyền châu Âu có ngăn chặn hay không? Không có. Họ có chặn hay không? Đáng nghi ngờ. Trong khi đó thì gần như là Trung Quốc cái việc mà xâm lăng Đài Loan có thể sẽ tấn công không gian mạng và tiếp tục giữ Hoa Kỳ ở các bến cảng nếu như họ cảm thấy rằng là Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ quân sự cho quốc gia này. Và một số cơ quan của liên bang bao gồm cả FBI lẫn cơ quan đặc trách về an toàn không gian mạng và hệ thống hạ tầng cơ sở gọi tắt là CISA cùng với các cơ quan đặc trách về không gian mạng và các quốc gia liên minh đang trở thành lên tiếng về tình trạng đe dọa bởi phía của Trung Quốc. Và vấn đề báo động về an ninh đã được đưa ra cho các cơ quan hàng đầu của chính quyền liên bang trong các cuộc nói chuyện về vấn đề hacker đã bắt đầu đưa ra, và trong đó Microsoft, một trong những công ty mà đã báo động về Von Typhoon vào năm ngoái, đã đưa ra bản báo cáo cho thấy là những hacker này đã xâm nhập vào cái hệ thống của Hoa Kỳ ở đảo Guam, và đây được xem là một trong những cái trường hợp mà họ đề phòng là có cuộc chiến với lại phía của Trung Quốc liên quan đến đảo quốc Đài Loan. Quý vị, như vậy qua hai bản tin này chúng ta thấy rõ ràng là đã có lực lượng từ bên ngoài tấn công vào trong cái
hệ thống network của Hoa Kỳ và tìm cách gọi là gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Và họ nêu nổi bật nhất là phía của chiến dịch tranh cử ông Trump đã cáo buộc phía Iran đã cố tình xâm nhập vào trong cái hệ thống liên lạc nội bộ của chiến dịch tranh cử. Bên cạnh đó thì việc báo cáo về nhóm gọi là Von Typhoon là một nhóm hacker của Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường hoạt động ở trên lãnh thổ Hoa Kỳ, không những là nhắm vào chiến dịch tranh cử của ông Trump mà nó còn nhắm vào những cái hạ tầng cơ sở quan trọng của Hoa Kỳ, trong đó xâm nhập vào một số cơ quan của liên bang. Quý vị, rõ ràng là cuộc bầu cử năm nay chúng ta sẽ đối diện với rất nhiều những tiềm năng đe dọa, mà tôi cho rằng là những tiềm năng đe dọa này có khả năng xảy ra từ những hacker ở bên ngoài của Iran và của Trung Quốc cho tới những cái hoạt động trong nội bộ. Quý vị, ngày 13 tây tháng 7, ông Trump đã bị ám sát hụt, và sau đó 1-2 tuần sau thì một cựu nhân viên mật vụ đã lên tiếng và nói rằng chúng ta còn sẽ phải đối diện với những cuộc mưu sát tương tự như vậy nữa từ đây cho tới ngày 5 tây tháng 11. Có nghĩa là chính họ nhìn thấy được cái sự suy yếu trong cơ quan mật vụ, những quy tắc quá khó khăn và gây khó khăn cho nhân viên mật vụ khi làm nhiệm vụ bảo vệ cho các lãnh đạo. Thì quý vị, những điều này là họ đã đưa ra lời cảnh báo là sẽ có một cuộc ám sát khác có thể xảy ra. Thì quý vị, đây là một trong những cái cảnh báo của cơ quan mật vụ. Những nhân viên thì đúng hơn, chứ không phải lãnh đạo. Hàng ngũ lãnh đạo thì coi như là bất lực rồi. Nhưng mà những nhân viên làm trong cái công việc gọi là mật vụ, tức là bảo vệ cho các lãnh đạo, họ đều có một cái mối lo ngại này. Và quý vị, bên cạnh vấn đề này thì tôi đã từng nói quý vị là những tên khủng bố đã xâm nhập qua ngã biên giới bây giờ đang nằm chờ thời. Chưa biết rằng là nó sẽ mở cuộc khủng bố trước ngày 5 tháng 11 hay là đợi sau khi có kết quả bầu cử. Tuy nhiên, những tên khủng bố này là tiềm năng rất nguy hiểm. Đây là những gì mà chúng ta thấy được từ bên ngoài. Nó có thể tác động tới cuộc bầu cử. Và lý do quý vị tại sao năm nay cái mức độ nó lại khủng khiếp như vậy so với mọi năm. Với mọi năm thì cái mức độ mà tấn công nó không khủng khiếp giống như năm nay. Bởi vì quý vị, năm nay người mà được xem là có thể thắng là Donald Trump. Tất cả những thành phần này đều không muốn Donald Trump thắng cử. Chưa kể những tên hacker ở trong nội địa Hoa Kỳ cũng tìm cách gọi là hack vào trong các cái trang web của ông Trump, hoặc là hack vào trong các cái hệ thống liên lạc của ông Trump để có thể lấy thông tin. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà tôi nói rằng là năm nay cuộc bầu cử Hoa Kỳ có nhiều biến động. Và những biến động này chúng ta chưa biết được cái hậu quả của nó như thế nào. Tuy nhiên thì cả Iran và Trung Quốc đang nỗ lực hết mình để tìm đủ mọi cách không để cho Donald Trump thắng cử. Thì quý vị thấy ông Trump trong 4 năm ông cầm quyền trước đây, hai quốc gia mà ông sát sà bông gọi là khủng khiếp nhất chính là Iran và Trung Quốc. Do đó, lần này ông Trump trở lại với những cái chính sách đối ngoại của ông, thì người ta thấy rõ ràng ông sẽ cứng rắn còn hơn cái nhiệm kỳ đầu đối với Trung Quốc và đối với lại kể cả phía của Iran. Do đó quý vị, họ tăng cường nỗ lực rất là nhiều. Họ tăng cường nỗ lực rất là nhiều để mà nhắm bằng mọi giá phải để cho Donald Trump thất cử bằng mọi giá. Do đó thì tại sao cái mức độ tấn công ngày hôm trong cái mùa này nó lại lên tới mức cao điểm, chưa kể là có những cái tác dụng phụ từ trong nội địa của Hoa Kỳ. Tôi vừa nói là hacker hay là những cái deepfake, tức là những cái hình ảnh được tạo ra bởi AI, nó cũng sẽ tác động tới cuộc bầu cử. Có nghĩa là cuộc bầu cử năm nay nó báo hiệu có nhiều dấu hiệu hỗn loạn. Hỗn loạn này nó đến từ cái mục tiêu của các phe phái ở trong Hoa Kỳ và ở ngoài Hoa Kỳ. Cái sự liên kết gọi là không có rõ ràng này, nó nhằm mục tiêu sau cùng: không để cho Donald Trump thắng cử và không để cho phía đảng Cộng Hòa có thể quay trở lại nắm quyền đa số trong lưỡng viện quốc hội. Bởi vì ai cũng biết rõ, đảng Cộng Hòa năm nay có một cái hướng đi mới. Họ có sự đoàn kết và họ có những cái chính sách rất cứng rắn đối nội lẫn đối ngoại. Đặc biệt là cái chính sách đối ngoại, họ rất cứng rắn và họ ủng hộ toàn bộ cho phía Do Thái. Hầu hết tất cả các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện lẫn Hạ viện đều ủng hộ một cách quyết liệt cho phía Do Thái. Thì quý vị, điều này là Iran không vui rồi. Thứ hai là quý vị, trong các cái thành viên tại Quốc hội của Hoa Kỳ thì hơn phân nửa là những người chống Cộng sản. Trong đó quý vị có thể thấy được ở trên sàn Thượng viện Rick Scott, Marco Rubio, Marsha Blackburn, Ted Cruz, Mike Lee. Tất cả những thượng nghị sĩ này đều có cái khuynh hướng chống Cộng sản và xã hội chủ nghĩa một cách quyết liệt. Họ đã liên tục đưa ra tất cả những cái dự luật để mà ngăn chặn tình trạng xã hội chủ nghĩa và tư tưởng Cộng sản lọt vào Hoa Kỳ, hoặc là có những hành động được xem là chính sách cứng rắn với những nước
được xem là cộng sản, từ Marco Rubio, Rick Scott cho tới Marshall Blackburn. Quý vị thấy, họ liên tục đưa ra những cái dự luật trên sàn thượng viện. Dưới sàn hạ viện thì quý vị thấy là Mike Johnson là chủ tịch của hạ viện, Elise Stefanik là chủ tịch của hội nghị đảng Cộng hòa ở trên sàn hạ viện, và Michael McCord là chủ tịch ủy ban đối ngoại của hạ viện. Và trong đó kể cả cái nhân vật mới nhất là ông Mulaner. Mulaner là người thay thế cho ông Mike Gallagher làm chủ tịch của tiểu ủy ban chống cộng sản Trung Quốc. Thì quý vị, tất cả những nhân vật này đều là những nhân vật cứng rắn chống cộng sản Trung Quốc. Do đó, phía cộng sản Trung Quốc không những là cản trở ông Trump mà nó tìm cách thay đổi kết quả bầu cử của Hoa Kỳ. Tức là làm cách nào cho phía của Hạ viện, đảng Cộng hòa không thể nắm đa số cả Thượng viện lẫn Hạ viện. Do đó quý vị, họ đã huy động tất cả những cái mạng lưới của họ từ hacker ở bên ngoài, tức là nó nút từ Trung Quốc để nó xâm nhập vào các cái hệ thống network Hoa Kỳ. Những tên gọi là, tôi cả là có cảm tình với nhà nước Cộng sản Trung Quốc ngay trong nội địa Hoa Kỳ. Ngay trong nội địa Hoa Kỳ, từ các cái cộng đồng được xem là có đông đảo người gốc Á sinh sống, đều bị những tên này bắt đầu đưa ra cái chiến dịch tuyên truyền và đi thuyết phục. Ngay trong cộng đồng Việt Nam thì quý vị cũng đã thấy là những tên này đã bắt đầu đi bôi nhọ ông Trump và đảng Cộng hòa, và nó đã xuất hiện trong cái cuộc bầu cử địa phương ở California. Thì quý vị, chưa hết, rồi bên cộng đồng gốc Hoa cũng vậy, tức là nó tung ra cái mạng lưới rất là mạnh, mà cái mạng lưới mà được chú ý nhiều nhất tức là United Front Department, tức là Mặt trận Thống nhất, một cái tổ chức ngoại vi do Cộng sản Trung Quốc lập ra từ ở Úc và Canada. Bây giờ nó hiện diện ở New York, ở San Francisco, ở Los Angeles, ở Oakland và ngay tại Houston cũng như Atlanta. Thì quý vị, đây là một cái tổ chức vệ tinh do Cộng sản Trung Quốc lập ra. Hầu hết những kẻ này là những người gốc bản xứ, tức là không phải gốc bản xứ mà họ là người quốc tịch Mỹ. Họ là những thương gia người Hoa. Trên quy tắc họ là những businessman, tức là họ làm ăn thôi. Nhưng mà trên thực tế quý vị, họ là một cái mạng lưới đóng góp cho Cộng sản Trung Quốc, và để đổi lại những cái hành động ở tại Mỹ này là họ sẽ được những cái dự án rất thơm tho tại Trung Quốc. Do đó quý vị, những kẻ này ra sức dùng tiền bạc của mình gây ảnh hưởng rất nhiều trong cộng đồng gốc Á. Đặc biệt là chiến dịch bôi nhọ ông Trump để mà thổi Kamala Harris lên trong giai đoạn mấy tuần vừa qua, chúng ta đã thấy được ở trên mạng xã hội. Chưa hết quý vị, họ sử dụng hacker xâm nhập, và ngày hôm nay quý vị thấy là bên hacker của Iran đã xâm nhập vào được trong cái hệ thống liên lạc nội bộ của chiến dịch tranh cử của ông Trump và ông JD Vance. Thì trước đó một ngày, quý vị còn nhớ, Microsoft đã đưa ra thông báo là các cái hacker của Iran đang nỗ lực tấn công vào hạ tầng cơ sở Hoa Kỳ, và mục tiêu của nó là nhắm vào cuộc bầu cử. Và nhắm vào cuộc bầu cử có nghĩa là hạ bệ ông Trump. Thì quý vị, Iran, Trung Quốc tác động từ bên ngoài, cộng với lại cái mạng lưới network của họ từ trong nội địa nước Mỹ. Nếu mà nói về Trung Quốc thì những kẻ có làm ăn tại Trung Quốc, những kẻ có làm ăn tại Trung Quốc và được trao ra đấu thầu những cái dự án thơm tho, thì quý vị, họ nỗ lực bên đây. Thứ nhất, họ bỏ tiền ra, họ donate cho những cái người mà đối lập với bên phía đảng Cộng hòa. Đó là thứ nhất. Thứ hai, họ sử dụng tiền bạc này để mà chi cho những công ty truyền thông ở các cộng đồng gốc Á, từ báo chí truyền thông gốc Hoa cho tới gốc Việt, để mà họ gây ảnh hưởng. Thứ ba là đi nói xấu rỉ tai ở trong các cái hội hè đình đám của các cái cộng đồng gốc Á, trong đó có cộng đồng người Mỹ gốc Việt, có cộng đồng người Mỹ gốc Hoa, và kể cả có cộng đồng người Mỹ gốc Ấn Độ. Thì quý vị, đó là cái cách của họ làm. Bên cạnh cái việc mà sử dụng tiền bạc này, thì quý vị, đám Trung Quốc vẫn bắt đầu tìm cách đe dọa một cách gọi là bán chính thức, tức là một cái cách gọi là gián tiếp với những người mà được xem là có một cái tư tưởng chống Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là ở New York và ở tại Los Angeles. Thì quý vị, đây là cái nỗ lực của Cộng sản Trung Quốc nhằm đủ mọi cách để mà ngăn cản phía đảng Cộng hòa nắm lại quyền đa số trong lưỡng viện Quốc hội, và đặc biệt là nhắm vào ông Trump, bởi vì họ biết được ông Trump thắng cử thì họ sẽ trở thành mục tiêu trong 4 năm kế tiếp của ông Trump. Do đó quý vị, họ nỗ lực đưa ra những cái hành động phá hoại từ trong nội địa. Từ trong nội địa Hoa Kỳ, thông qua những tên thương gia và những tên được trả tiền bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quý vị nhớ cái hôm mà Tập Cận Bình ở tại San Francisco không?
nó có tới cả mấy trăm người được mướn để mà đi biểu tình ủng hộ cho Tập Cận Bình. Và những tên này nó được trả tiền bởi những tên thương gia tôi vừa nói. Và những tên này là những tên rất hung dữ, có thể nói là nó là một cái thứ băng đảng. Thậm chí là quý vị, nó còn che cờ, nó đánh đập những người và biểu tình chống Tập Cận Bình nữa. Thì quý vị, thành phần này nó núp ở trong cộng đồng người Mỹ gốc Hoa ở New York, ở San Francisco, ở Los Angeles, ở Oakland và kể cả ở Houston. Đây là thành phần gọi là cái vây cánh vệ tinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Do đó thì quý vị, thứ nhất chúng ta đã thấy rõ cái chính sách đối ngoại của ông Trump, tức là cái mức chuyển trục về Á Châu của ông Trump rất rõ ràng. Và trong đó ông nhắm mục tiêu vào Cộng sản Trung Quốc. Và ông tuyên bố rồi, ông sẽ đánh thuế rất nặng lên tất cả các mặt hàng của Trung Quốc. Không phải chỉ có một cái ngành xe điện không thôi, mà tất cả các mặt hàng của Trung Quốc. Do đó họ không muốn ông Trump thắng cử. Rồi điều thứ hai, nhóm Iran. Quý vị, nhóm Iran biết rõ nếu ông Trump thắng cử thì coi như là họ chấm dứt cái giấc mơ xóa sổ Do Thái. Bởi vì ông Trump đứng hẳn về phía Do Thái. Do đó, đám Iran một mặt là bắt đầu dùng hacker xâm nhập vào trong cái chiến dịch tranh cử của ông Trump. Thứ hai là họ vẫn tìm cách thuê mướn những sát thủ để ám sát ông Trump. Và quý vị thấy vừa rồi, cái tên người Pakistan đó đã bị bắt giữ ở New York. Thì quý vị, như vậy thì còn bao nhiêu tên được thuê mướn để làm những trò này? Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba là quý vị, nó bắt đầu kích động những cái nhóm gọi là ủng hộ Palestine. Nhưng mà trên nguyên tắc đó là những cái nhóm ủng hộ cho Hamas và bài Do Thái đã bắt đầu kích động rất nhiều nơi để mà tìm cách gọi là triệt hạ cái chiến thắng của ông Trump. Nó sẽ kích động lên rất là nhiều. Đây là cái mạng lưới của Iran cộng với hacker của họ từ ở nội địa Iran và cộng với nhà những cái vây cánh của họ, cái network của họ cấu kết từ Âu Châu qua tới Mỹ. Đó là chưa kể quý vị, một số thành viên của Âu Châu cũng không thích Donald Trump thắng cử. Và bởi vì họ biết được Donald Trump thắng cử thì họ sẽ phải thay đổi chính sách của họ. Do đó quý vị, gián tiếp, không trực tiếp, giống như Iran và Trung Quốc, họ vẫn muốn ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Do đó quý vị, cái mùa bầu cử năm nay, bây giờ là hôm nay là ngày 11 tháng 8 rồi. Từ đây cho tới ngày bầu cử là 5 tháng 11, chúng ta chỉ còn có 80 mấy ngày nữa thôi. 80 mấy ngày nữa thôi quý vị. Do đó, từ đây tới ngày bầu cử còn rất nhiều biến động xảy ra. Chưa kể là ngay tại Mỹ thì đám truyền thông đang thổi Kamala Harris. Nhưng mà tôi không nói cái đám truyền thông này. Tại vì đám này nó đã không ưa ông Trump từ lâu rồi. Nó không khe Hạ viện, Thượng viện đâu. Nó chỉ cần là ông Trump thất cử là được rồi. Thì cái đám này tôi không nói. Nhưng cái điều nguy hiểm đe dọa tới an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, đe dọa tới cái cuộc bầu cử dân chủ của Hoa Kỳ, Iran và Trung Quốc. Và nó đã huy động toàn bộ tất cả những cái mạng lưới network ở trong cái cuộc bầu cử năm nay để tìm đủ mọi cách gây thay đổi kết quả bầu cử. Tức là bằng mọi giá Kamala Harris phải thắng. Tức là nó có sự gọi là, tôi không gọi là sự cấu kết chính thức, nhưng mà nó hiểu ý nhau. Từ những cái tên gọi là bên ngoài tác động vào cho những cái tên ở trong nội địa nước Mỹ, nó hiểu ý nhau và nó cùng, tôi gọi là sự liên kết thì không đúng, nhưng mà một bên đưa ra một cái gì đó là lập tức một đám đông khác nó bu theo và nó tấn công ngay. Đây là cái cách của họ, một cái sự liên kết bán chính thức. Không cần phải gặp nhau để bàn thảo. Nó chỉ cần đưa một cái câu nói, một cái khái niệm ra thôi, là lập tức cái mạng lưới network từ truyền hình cho tới giới giải trí, cho tới những tên trí thức bắt đầu copy theo. Và chúng ta đã chứng kiến được trong 2 tuần lễ qua, khi mà nó thổi Kamala Harris lên. Thì quý vị, những tên hacker hay là những tên tác động từ bên ngoài, chưa kể là cái mạng lưới phản gián tình báo của Trung Quốc, nó nằm ngay trong nội địa của Hoa Kỳ. Quý vị nhớ bản báo cáo vừa rồi của tôi có đưa cái tin cho quý vị, là cơ quan tuần tra biên giới cho biết 37.000 người Trung Quốc ở lứa tuổi đi quân đội đã có mặt tại Hoa Kỳ. Nó là xâm nhập Hoa Kỳ bằng ngã bất hợp pháp ở California và ở Texas. Và quý vị, nó đi đường vòng qua các quốc gia Trung Mỹ. Những tên này đều nằm trong cái lứa tuổi đi quân đội khác. Có nghĩa là nó có khả năng trở thành tình báo. Nó có khả năng trở thành những kẻ phá hoại ngay trong nội địa Hoa Kỳ. Chưa kể là quý vị, chúng ta thấy được trong thời gian vừa qua, nhất là trong cộng đồng gốc Hoa tại New York và tại Los Angeles,
đã có một cái sự đối đầu gay gắt. San Francisco thì quý vị, nó là cái nơi gần như là 80% là những người chống cộng sản. Trong đó có người Đài Loan, có người Hồng Kông và có người gốc Hoa chống cộng sản. Nhưng 20% còn lại đều là những tên thương gia có tiền bạc ở San Francisco. Và nó có liên kết với những công ty mạng xã hội. Nó đầu tư vào trong các công ty mạng xã hội. Nó mua cổ phần vào các công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ. Nó gây ảnh hưởng. Và quý vị thấy, nó không phải là ngẫu nhiên là cái thuật toán của Google kỳ rồi, nguyên cái cụm chữ mà ám sát ông Trump biến mất. Đến 1-2 ngày sau nó mới phục hồi. Và chính Mark Zuckerberg khi mà gọi cho ông Trump cũng cho biết rằng là Facebook cũng có cái vấn đề đi kiếm cái hình giả về cái vụ ám sát ông Trump, và cuối cùng thì nó block hết tất cả những tấm hình đó. Thì quý vị, tôi không nói Mark Zuckerberg, tôi không nói là PK là những kẻ có chủ đích, nhưng mà nhân viên của nó làm việc ở tại San Francisco, chúng ta không biết là ai. Những tên này sẵn sàng làm tất cả mọi thứ. Và cuối cùng cái lý do nó đưa ra, trục trặc về AI, trục trặc về robot. Quý vị, đây là một cái nỗ lực toàn diện. Và do đó tôi nói rằng năm nay sẽ là một cái năm đầy biến động. Cuộc bầu cử năm nay sẽ là cuộc bầu cử đầy biến động, bởi vì bắt đầu các phe phái từ trong tới ngoài nước nó đã bắt đầu có một cái sự liên kết gián tiếp để tấn công vào cuộc bầu cử này. Trong lúc mà cái rating và cái đảng Cộng Hòa đang đoàn kết sau lưng ông Trump, một điều mà các phe phái đều không muốn. Tại khi mà đảng Cộng Hòa đoàn kết lại với một cái chủ trương rõ ràng, thì quý vị, cái chính sách này không có lợi cho những quốc gia đó, và cũng không có lợi cho những kẻ đang sống tại Hoa Kỳ mà đang làm việc với những quốc gia đó. Chính vì vậy quý vị, trong năm nay tôi thấy rõ ràng, mùa bầu cử năm nay rất nhiều biến động xảy ra, còn 80 mấy ngày nữa. Trong 80 mấy ngày này thì chúng ta chưa biết xảy ra chuyện gì. Nhất là quý vị, bên cơ quan mật vụ đã lên tiếng cảnh báo sẽ còn những vụ ám sát kế tiếp. Vừa rồi thì một tên thôi. Nhưng mà sắp tới thì như thế nào? Tại vì Iran cũng đã cho người tuyên bố và treo giải thưởng ám sát ông Trump và Mike Pompeo. Sau khi mà tên tướng Soleimani của họ đã bị ám sát, bị ông Trump ra lệnh sát hại ở tại Iraq. Mối thù đó chưa trả. Và chưa kể cái chính sách kế tiếp của ông Trump ủng hộ tuyệt đối cho Do Thái. Thì quý vị, đám Iran sẽ không buông ra. Mà cái mạng lưới của Iran nó còn khủng khiếp hơn cả Trung Quốc. Trung Quốc sử dụng mấy tên thương gia, mấy tên có tiền bạc để gây ảnh hưởng thôi. Nhưng mà đám Iran nó có cái mạng lưới rất khủng khiếp từ giới trí thức trong các trường đại học của Hoa Kỳ. Những trường đại học danh tiếng từ Columbia cho tới Harvard, cho tới Stanford. Thì quý vị, những tên trí thức này đều ủng hộ cho Iran và ủng hộ cho người Palestine. Rồi chưa kể những sinh viên ủng hộ cho Palestine. Rồi những cái thành phần mà ủng hộ cho Palestine ở Michigan, ở New York, ở Minnesota, ở San Francisco. Quý vị, những thành phần này trên quy tắc là pro-Palestine, tức là ủng hộ cho Palestine. Nhưng mà trên thực tế, nó là ủng hộ cho Hamas. Và đồng thời, họ là nhiều năm nay, họ chạy theo cái chủ nghĩa bài Do Thái. Anti-Semitic, tức là chủ nghĩa bài Do Thái. Chống lại sự lập quốc của người Do Thái. Do đó quý vị, những thành phần này nó đông hơn cái đánh đám ở Trung Quốc rất là nhiều. Và những thành phần này nó lại có mạng lưới làm việc của nó, không những là trong các trường đại học danh tiếng, trong hệ thống sinh viên, mà ngay cả các ban ngành của liên bang, đặc biệt là Bộ Ngoại giao. Đặc biệt là Bộ Ngoại giao, rất nhiều những kẻ có cảm tình với lại Palestine làm việc tại Bộ Ngoại giao. Quý vị thấy kỳ rồi, mười mấy hai chục nhân viên của Bộ Ngoại giao đã tuyên bố từ chức bởi vì không chấp nhận cái chính sách của Joe Biden ủng hộ cho Do Thái. Thì quý vị, những tên này nó núp ở trong Bộ Ngoại giao, nó núp ở trong các trường đại học. Và những tên này bằng mọi giá là phải để cho Donald Trump thất cử. Donald Trump thất cử, lưỡng viện quốc hội phải nằm trong tay đảng Dân Chủ, thì nó tiếp tục quậy phá và gây bất ổn ở Hoa Kỳ. Còn một khi mà lưỡng viện quốc hội nằm trong tay của đảng Cộng Hòa và Donald Trump thắng cử, thì quý vị, tất cả đều được minh bạch, rõ ràng, trắng đen. Ông Trump sẽ có chính sách cứng rắn trong đối ngoại. Và lưỡng viện quốc hội nếu nằm trong tay của đảng Cộng Hòa, họ sẽ đưa ra những chính sách rất rõ ràng, trắng là trắng, đen là đen. Tức là ủng hộ tuyệt đối cho Do Thái và tìm cách ngăn chặn, có thể là tấn công cả Iran nếu như họ tìm cách sở hữu vũ khí nguyên tử. Thì quý vị,
Một mặt Iran vẫn đang làm giàu chất uranium, một mặt vẫn quấy phá gây bất ổn trong xã hội Hoa Kỳ thông qua các cuộc biểu tình chống cuộc chiến tại giải Gaza. Nhưng mà trên nguyên tắc là nó gây bất ổn liên tục, chi phối để Hoa Kỳ bớt chú ý tới cái việc mà họ làm giàu chất uranium. Tôi nói là mùa bầu cử năm nay, hacker, mưu sát, quậy phá và tất cả mọi thứ đều xảy ra trong vòng 80 ngày này. Tất cả đều xảy ra hết. Và tôi nói với quý vị là những chuyện chưa bao giờ xảy ra sẽ xảy ra. Và nó đã xảy ra. Từ năm 1981 tới bây giờ có đời tổng thống nào bị ám sát giống như ông Trump và ông Reagan không? Chưa. Chỉ có đe dọa thì có. Nhưng mà chưa bao giờ có hành động thật sự. Nhưng mà năm nay nó đã xảy ra. Và chưa chắc nó xảy ra một lần. Tôi nói là nó chưa chắc xảy ra một lần. Bởi vì chính cái này là do nhân viên mật vụ nó. Với cái hệ thống của nhân viên mật vụ. Với cái quy tắc làm việc của họ. Và chính sách của họ. Có thể tạo ra rất nhiều những lỗ hổng. Để những vụ mưu sát có thể xảy ra tiếp tục. Quý vị, chúng ta đang chứng kiến một cái mùa bầu cử mà tôi nói là một mùa bầu cử sinh tử. Một sống một còn. Một sống một còn đối với những quốc gia thù địch của Hoa Kỳ đang muốn sử dụng tất cả những cái nền tự do dân chủ Hoa Kỳ để gây bất ổn trên toàn quốc. Và thứ hai là những kẻ mà muốn thúc đẩy một cái nghị trình khác và transform nước Mỹ, nó cũng không thể để cho Donald Trump thắng cử. Tại vì Donald Trump thắng cử sẽ chặn đứng tất cả những cái ý định này của họ. Do đó quý vị, chúng ta đang chứng kiến rất nhiều những chuyện chưa xảy ra sẽ xảy ra, đã và đang xảy ra. Và chúng ta còn sẽ chứng kiến được rất nhiều những cái biến động trong cái mùa bầu cử của năm 2024. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.